Vâng, em nhờ ông Minh Anh xin kính chào bà con nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác một chút với những cái tổ ong nào thì mình có thể chuẩn bị lau cỏ, và với những cái tổ ong nào thì mình chưa cần thiết phải lau cỏ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái tổ ong mà nó đẹp thì mình phải lựa chọn từ giờ để đến lúc mà mình chỉ có chuẩn bị, mình chỉ có tách đàn ong, hoặc là mình chọn những các cái tổ giống làm sao để cái đàn ong nó phát triển tốt, và đến mùa thay chúa nhân đàn làm sao nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Thì em nay vừa làm vừa chia sẻ với các bác một chút. Bác mà theo dõi video của em mà thấy hữu ích thì các bác nhấn em cái like. Đây các bác, đấy. Đây lâu rồi em không kiểm tra. Thế thì đấy các bác thấy này, khoảng tầm cỡ 15 ngày rồi em không kiểm tra cái tổ, mấy cái tổ gần đây nhé các bác nhé. Thì nay em đi kiểm tra mà các bác thấy mật nó đã đắp lên như thế này này. Thế có nghĩa là nguồn mật ở ngoài tự nhiên thì nó cũng đang còn rất là nhiều các bác ạ. Đang rất là nhiều. Đấy các bác xem, đấy nó phát triển rất là tốt. Đấy, khi mà nguồn mật, nguồn phấn nó mà nhiều thì đàn ong đấy, nó đang nở đây các bác này. Đang nở đấy các bác, nó đã xây vuông góc rồi nhá các bác nhá, xây vuông góc và nó đẻ rất là đều các bác, đẻ rất là đều. Đấy, cái cầu này là bây giờ Vĩ đang chuẩn bị nở này. Và đây em sẽ cho các bác xem một chút. Đây là nó đã phát triển nông đực, thì có nghĩa là nguồn ngoài tự nhiên nó đã phong phú này. Đấy, các bác thấy này, đây là các cái lỗ lăng nông đực này các bác này. Đấy, và nhìn như thế này thì các bác cũng biết là cái đàn ong nó phát triển cực kỳ tốt. Đấy các bác nhìn thấy. Đấy, mặn đằng góc bên tay phải các bác là cái ong đực. Đấy. Và như cái tổ ong này thì nó phát triển rất là tốt các bác ạ. Đấy. Các bác thấy phát triển cực kỳ tốt luôn. Đấy thì như những các cái tổ ong như thế này thì mình chỉ đợi nó nở hết xong là nó quay lại nó lại lên nhọng một lần nữa là mình lao cầu vào là nó xây rất là nhanh nhé các bác nhé. Đấy cái cầu này cũng ác liệt này các bác này, nguồn phấn. Đây, cho các bác coi cái nguồn phấn này. Đấy, cái nguồn phấn nó cũng rất là tốt luôn, lại gần này. Đấy, nguồn phấn nó phải 5-6 vòng này các bác nhìn thấy. Đấy, nguồn phấn 5-6 vòng. Còn nhộng là rất là đẹp này. Đấy, hai cầu kia là đang nở rồi, còn hai cầu này là chuẩn bị nở nhá các bác nhá. Đấy, chuẩn bị nở thì rơi vào khoảng tầm cỡ 15 tháng 9 thì là em có thể lao được cầu đây các bác này. 15 tháng 9 là quay lại một lớp nữa. Và những cái cầu như thế này thì các bác muốn nó đẻ tốt và đều thì các bác chỉ cần cho cái cầu có nhiều phấn này ra ngoài này, mình đảo cầu nó đi. Thank you.
Đấy, vậy thì những cái tổ như thế này khoảng mình sẽ nhận biết được là khoảng tầm 15 tháng 9 thì là sẽ lao được cầu này các bác này, tại vì khi đấy là bốn cầu nó đã nở hết rồi các bác nhé. Bốn cầu nó nở hết rồi thì sau khi nó quay lại thì cái độ tuổi tiết sáp của nó đấy, thì độ tuổi tiết sáp của nó là 12 ngày thì hai cái cầu này bây giờ là đang nở rồi, thì chỉ có 3-4 ngày nữa là nó nở xong thôi. Đấy, nở xong thôi thì là rơi vào khoảng 15 ngày nữa. 15 ngày nữa thì cái lúc mà bắt đầu mình có mình làm chúa là rơi vào khoảng, như em là em sẽ làm chúa sớm thì rơi vào khoảng tầm 20 là em làm chúa. 20 thì đến đầu tháng 10 là em sẽ có một lớp chúa mới các bác ạ. Lớp chúa mới để thay thế rồi để nhân đàn, chia đàn. Thì đương nhiên là bây giờ mình phải chuẩn bị các cái bước từ bây giờ rồi các bác. Nên là muốn mà đạt được hiệu quả cao thì mình phải có sự chuẩn bị, hay mình gọi là lên kế hoạch cũng được. Thì lúc đó thì mình sẽ có được những cái đàn ong rất là tốt các bác ạ. Xịt xịt không nào. Đấy, và các bác đi sang luôn cái tổ bên này. Đây cái tổ bên này đã coi thì ta coi luôn một chút sang tổ bên đây luôn. Đấy, cái tổ này thì tổ này là con tướng lúc rơi vào khoảng tháng 3 này các bác này. Tháng 3, tháng 4 gì đấy. Nhưng mà đến lúc đấy thì em cũng đều thay hết nhé các bác nhé. Đấy, nên là bây giờ sang coi luôn, kiểm tra luôn cái tổ này ấy, các bác thấy là cái khu vực đây là lâu nay là em không kiểm tra. Em khu vực này khoảng tầm cỡ nửa tháng rồi em không kiểm tra đấy. Nó cũng dính hết rồi các bác. Có nghĩa là cái nguồn phấn nó cũng rất là nhiều. Nguồn mật cũng rất là nhiều. Đấy, nó là lên cái thùng. Nó gần như là tương đối là gần giống nhau các bác. Đây các bác ạ. Cái cầu này thì nó cũng đang đẻ đây các bác. Đây nó đang cơi này các bác này. Nó đang cơi nới lại. Cái đây thì em chưa cắt nhá các bác nhá. Cái này là đang còn để nguyên củ. Nhưng mà nó đã đang có hiện tượng là cơi nới các cái bánh tổ. Đấy, vậy thì cái đợt này nó sẽ cơi nới các bánh tổ đây các bác này. Nhọc rất là đều. Đấy, và cái này nó đang cơi nới lại. Đấy. Khoảng này đang cơi nới ở dưới đây là cơi nới là xong bên mạng đường này nhá. Xong mạng này, đây bên đây. Bên đây nó rất đẹp như thế này này các bác. Đấy. Đấy. Những tổ ong này là nó đang cơi nới xong là nó sẽ tạo ong đực các bác ạ. Khi mà tổ ong sung mãn nó sẽ tạo ong đực. Đấy, đẻ rất là đẹp đây các bác này. Đấy, bên này là bắt đầu đang có hiện tượng là cơi nới một số cái lỗ ong đực nho nhỏ rồi các bác. Đấy, thì những các cái tổ này là sau khoảng 7 ngày nữa là nó sẽ nở đều ra các bác. Đấy, đấy cái cầu trong cùng. Đấy, cầu trong cùng rất là đẹp các bác. Đấy, vậy thì như em đã trao đổi đấy các bác. Thì bây giờ là nó đã cơi nới gần xong rồi. Đấy, các bác thấy ong rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy rất là đẹp, bên đây cũng thế này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thì mình cũng vẫn đảo cầu như thế thôi. Đấy, thì như những các cái tổ này đấy các bác, như những các cái tổ này thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 15 tháng 9 đến 20 tháng 9 dương lịch.
thì là lao được cầu thôi. Lao được cầu thôi nhé các bác nhé. Nên là những cái tổ cần thiết thì mình chăm sóc thì mình phải chăm sóc. Và hôm nay cũng có thấy mấy bác cũng có gọi điện hỏi là không biết là giai đoạn này là lao cầu được chưa. Thì em cũng chia sẻ với các bác một chút về cái việc mà có nên lao cầu hay không nên lao cầu. Tại vì thực ra là mỗi nơi, mỗi vùng nó có những cái đặc điểm và sinh trưởng phát triển khác nhau. Và tùy theo các bác chăm sóc, cũng là tùy theo từng vườn ong của các bác chăm sóc. Vì vậy nên là em muốn nói là nếu như mà bác nào mà có những cái tổ ong mà nó có hai cầu quân nhưng nó rơi vào khoảng một lớp rưỡi, nó rơi vào một lớp rưỡi nhá các bác nhá, thì đúng đến cái độ tuổi tiết sáp thì các bác được phép lao cầu vào. Để làm sao? Để nó tăng thêm số lượng cầu và nó phải đảm bảo với số lượng quân. Đảm bảo số lượng quân thì lúc đó là các bác nên lao cầu vào. Còn ví dụ như của em đây, nó mới có mỗi một lớp 2 đến lớp 3. Mà tổ ong của em là thường ở đây là nó 4 cầu nên là em sẽ không lao. Và em lao thì phải đợi cho nó nở hết cái đợt này, và sau đó là bao giờ nó đến độ tuổi là từ ngày thứ 12 đến ngày thứ 18 thì em mới lao. Em lao thì thực ra là em lao như những các cái tổ này thì nó chỉ lên 1 đến 2 cầu thôi. Thì những cái tổ 4 cầu thì giỏi lắm nó lên đến 6 cầu. Thì em tách đôi ra các bác ạ. Em tách đôi ra thì đương nhiên là tổ ong nó vẫn phát triển tốt. Thì em tách khoảng, rơi vào khoảng đầu tháng 10 em tách một lần. Và đến cuối tháng 10 em tách một lần nữa. Và sang đến giữa tháng 11 nếu như ong phát triển tốt thì em tách tiếp một lần nữa. Có nghĩa là những cái tổ ong 4 cầu này thì cái vụ này nếu em tách mà để đảm bảo an toàn và đàn ong phát triển tốt thì em sẽ tách 3 lần trong một cái tổ ong 4 cầu này. Còn không thì em chỉ tách 2 lần thôi. Đấy là cũng chia sẻ với các bác. Tại vì thực ra là mình còn phải vượt đông nữa. Mình vượt đông nữa các bác ạ. Và em cũng hay chia sẻ với các bác là khi mà mình nuôi ong nhiều thì cái số lượng tách đàn nó sẽ ít đi. Tại vì mình không quản lý được các bác ạ. Mình không quản lý được. Nên là nếu như mà em mà nuôi mà ví dụ như những tổ này mà có khoảng tầm cỡ 5 đến 7 tổ thì có thể là cái vụ này thì em phải tách được khoảng 5 tổ ong. Ví dụ như vụ này thì em phải tách được 5 tổ ong. Tại vì là mình có ít thì mình chăm sóc nó rất là tốt, nhưng mà có nhiều thì mình chăm sóc nó sẽ kém đi các bác. Tại vì không quản lý hết được mà mình chăm sóc nó không tốt là ong hay bị hư. Đấy thì cái mà việc mà mình chọn những các cái tổ ong để làm sao nó đảm bảo thì các bác mà thấy video em chia sẻ mà hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo.